Đảng ủy khối các cơ quan thành phố tổ chức điểm cầu kết nối để cán bộ chủ chốt nghiên cứu học tập quán triệt triển khai thực hiện chỉ thị 34. Theo chỉ đạo của thành ủy, đảng bộ khối các cơ quan thành phố sẽ chỉ đạo tổ chức quán triệt triển khai được sinh hoạt chính trị sâu rộng và phát động phong trào đấu tranh, đẩy lùi tình trạng né tránh, đùn đẩy, không làm đúng, đầy đủ chức trách nhiệm vụ quyền hạn. Chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc nghiên cứu cụ thể hóa thực hiện chỉ thị 34 bằng các chương trình hành động kế hoạch phù hợp với thực tế đơn vị và bổ sung vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.